chúng ta cùng ngắm cảnh vùng cao nhá. Đây tôi đang trên đường đi vào trong bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Mời mọi người cùng ngắm nhá. Cảnh đẹp ở đây rất là hùng vĩ. Núi non trùng điệp. Đây là múc cái suối lên thôi. Đây là bà con một tuần. Hơn 250 đoàn viên thanh niên, gần 300 quân lên đây. Đây là trường mầm non. Đường đây dốc lắm. Ngày trước cái đợt mà tôi quân ở đây đi tình nguyện giúp bà con thì chưa có đường bê tông này đâu, đường đất thôi. Bây giờ đã có đường đẹp rồi. Bản Pù Đứa này là có đồng bào dân tộc Mông ở nhá mọi người nhá. Cây xương rồng to đẹp thế. To, cao, đẹp. Đây là những địa điểm này rồi. Những địa điểm công tác đây rồi. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mình sang xuống xem kiểm tra cái công tác làm nhà. Chào các bác. Xin chào mọi người nhé.